Bà dùng chụp điệp số sao cho tụi mày mà đón tiết ta đó thì sất này một chiếc than bẻ hút bên trái cái tế phun phía để cho sàn gồm phốt cái đôi chiếc này sất người ta mà đang sẽ có trên lại xem xem phòng này bà nợ bên xem xôm ăn ở nhà được chạy rồng lấy dòng pi bà một vị trí này không bị sai tế cho cứ một vị trí cả phí vọt phàn cả tế cho Tourist Planning Development đã là cả phí video môn chiếc slide môn nó cứ nhóm bàn chạy rồng lấy rồi mặc hóa dòng pi មេរិកានេះមេរៀនគឺយើងបានរៀបចំ 5 មេរិកានេះមេរៀននៅក្នុងឈមមាននេះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងមេរៀនទី 1តែម្ដងគឺយើងនិយាយអំពី Unit 1 The Planning and Development of Tourist Product បាទមេរៀនទី 1 គឺនឹងនិយាយអំពីការរៀបចំផែនការនិងការអភិវឌ្ឍនៃផលិតផលទេសចរនៅក្នុងមេរៀននេះគឺនឹងមាន 8 មេតិកា ទៅ ជាមួយ គ្នា ហើយ ចុង ក្រោយ ក៏ មាន ជា សំណួរ បាទ សម្រាប់ សួរ បាទ ទៅ ដល់ គ្នា យើង ដើម្បី រំលឹក នៅ អ្វី បាទ ដែល យើង បាន ចែក រំលែក គ្នា ហើយ នឹង មាន ជា ឯកសារ យោង បាទ នៅ ក្នុង ចុង ស្លាយ មេរៀន ទី 1 នេះ ថា ចំណុច ទាំង អស់ នេះ ត្រូវ ដក ស្រង់ ចេញ ពី ណា ណា ដក ស្រង់ ចេញ ពី ណា មក នៅ ក្នុង មេតិកា ទី បាទ នៅ ក្នុង មេរៀន នេះ គឺ បាទ មេតិកា ទី 1 ចំណុច ទី 1 នឹង និយាយ អំពី The Nature of Tourism nơi ông pi mà chắc là cái nạn này tế chó rồi còn là cái nạn tu tư này tế chó important of tourism phép sống khăn này tế chó cho nó tìm mấy definition of tourism đi dùng mà này này tế chó rồi còn khlâm xa này tế chó cho nó tìm muốn đi dạy ông pi relationship between leisure creation recreation and tourism ចំណុច ទី 4 នឹងនិយាយ អំពី ភាព ទំនាក់ទំនង គ្នា រវាង laser ហើយ laser ដូចជា យើង បក ថា ជា ទម្លាប់ ហ៎ បាទ ជា ការ កំសាន្ត recreation បាទ ការ កំសាន្ត បាទ ការ កំសាន្ត ហើយ នឹង tourism ទេសចរ ថា តើ ពាក្យ ទាំង 3 ហ្នឹង នៅ ក្នុង វិស័យ ទេសចរ វា មាន លក្ខណៈ ខុស គ្នា យ៉ាង ដូច ម្ដេច ចំណុច ទី 5 និយាយ អំពី classification of tourism ចំណាត់ ថ្នាក់ នៃ tester បាទ ចំណុច ទី 6 បាទ នឹង និយាយ អំពី types of tourism ចំណុច ទី 7 និយាយ អំពី purpose of visit បាទ ចំណុច ទី 6 types of tourism គឺ ប្រភេទ នៃ tester ចំណុច ទី 7 គឺ purpose of visit គឺ និយាយ អំពី គោល បំណង នៃ នៃ ការ ទស្សនា បាទ ការ ទស្សនា ដែរ ឬ ក៏ ទស្សនកិច្ច តើ មាន គេ មាន គោល បំណង អី ខ្លះ ក្នុង ការ ដើរ លេង ក្នុង ការ ទៅ កំសាន្ត ហ្នឹង ថា តើ មាន គោល បំណង អី ចំណុច ទី 8 និយាយ អំពី impact of tourism និយាយ អំពី ឥទ្ធិពល នៃ ទេសចរ តើ មាន ឥទ្ធិពល អី ខ្លះ ហើយ នឹង មាន សំណួរ ហើយ នឹង ជា ឯកសារ យោង នៅ ក្នុង មេរៀន ទី 1 នេះ នេះ គឺ ជា គោល ដៅ នៃ មេរៀន បាទ ជា គោល ដៅ នៃ មេរៀន ទេ នឹង បង្ហាញ នៅ បង្ហាញ នឹង ចែក រំលែក nâng cầm nát ban nơi chụp nội trang bẩm bay khang lơ nâng không biết ca nâng nhưng cho tới chân nội tìm mũi dương dây ông pí the nature of tourism cho đặc lạc nạ rồi có lạc nạ tu tới này tế cho chỉ tu tới dương đăng hay là tế cho cứ mà cứ chỉ bị sai mũi là dương hơi chúng ta chỉ ưu xạ cảm quyền sai rồi có ưu xạ cảm bạch tòn tất cả bật tế mũi mũi đây còn và để còn lược láng bộ thay vì sai thế cho bạn đòi nơi chùm nấu và chun đòi một cột mũi mũi chun tận đòi khu xá chun tận đòi hạ cúng cái đôi chia chun tận đó mà sẽ được cách sòng cung tiền mũi phòng này miền này thế thế cho cứ chia bộ phục chùm nấu rồi bó mà bộ tết này mùi này mùi chẳng khách bạn chỉ kể đã thà tourism as a socio-economic phenomenon comprises the activity and experiences of tourists and visitors away from their home environment and serviced by the travel and tourism industry and host destination. Chẳng hạn bạn chỉ kể đã tha thế cho đại chỉ bắt được phút mùi này sẽ được cảnh sẵn cống. Bạn luôn bằng chỗ tiền sẵn cảm hiệp nề ní nâng bắt bị sao nên này nhạc tế chó nâng nhạc tu sản á nhạc tế cầm sán bị
bị chênh ai bị rồi chênh ai bị bạn giả cả này tiền bảo vụ kì hai bạn đo nơi xì qua đòi cả thuê đồng ná nâng ưu xa cảm tì xó nâng cần lại cô đại cần lại cầm xa đi đi phòng này đừng có cần lại tự túl và phòng này chắc bên đây thà ở tì xó cứ chi sạc cảm thiệp muối cứ chi ở vây muối đài nè tì xó nè đào cầm xa nè thu xa ná nâng cứ quát trong plap đô nâng bạn giả cả vì cái này này còn luôn nữ để khơi nửa phía đọt đá đọt đá mà có tới gần lại thơm mày nó còn tới gần lại này thơm mấy gần lại tại miền ca riêng trong bàn lõ để bắt đầu sẽ vào này chế cho bàn lõ đòi miền ca riêng trong bì cổng hôn tế cho nhạc nghĩa tế cho rồi có giả hạ công tế cho rồi có gần lại để cầm xa này chỉ cố đá bạp xinh xinh nó mấy pháp đồ nơi bạc giả cá nó mấy cầm xa nơi ả rộm chứ nửa phía đá nó bây đã dựng cao và phép tầng ổn nụ bà này nè tế cho này nè cầm xa này nè tế xa nà và bàn thuê dựng cao và phép tầng ổn nụ cứ miền này thác gọt cổng bông tái và cổng bông tái cho rùm dựng cao và phép được không bị sai tế cho đã thuê ai và cả tiên nhuộng này là chùm nô lp bụ gọt nụ cho được không hạ cống cho được không bộ cô đi mùi mối cứ bà tự tù bán từ tàm ở vấy đây ở hạ cống bộ cô đi mùi mối còn riêng chọc thứ tám phép xóm xóm mùi bà dân bà còn riêng trong bàn lõ thì mình phép tẹn tiếng bàn chẳng cứ thưa ai tourist and visitor bà con đừng ai chồng này mà bê về lìa bàn dú quạt trong tay mà đoàn hai mà đoàn tiết hỏi con đừng hiên chồng này nào vây để con bàn ở vây để quạt trong bàn bà chẳng cứ chìa bộ phốp này chồng nổ mũi nằm bấy mà xóm dọc bàn bạn mới tiết dân châu tại đó the nature of tourism continue và cái dân bắt to này cho nói tìm mùi đã cứ dân này ông pi cô lùm nói cái riệp chom pan cá và thật ta dân thử thử miên sao mà sợ phim chụp bong ở vây kha nằm bay cút cung và nằm bay mình châu tại đó cút cung tại đó vì sai thế cho nên nằm bay thôi vì sai thế cho miên phim rồi luôn nằm bay ở nhà tesla nhà tesla nè cầm sán còn nhìn chồng nạp ở đó còn chọn tư mà còn chọn tư cầm sán mà còn chọn tư lùm hái còn chọn và tư và chỉ là cái nạp bột cô là cái nạp rô sán thật tá dương thử nó chun con nơi ở vậy là for planning purpose the major components that comprise the supply side are chẳng nghĩa tha xâm rạp cao riêng chăm cô bầm nón cái điểm chọn hàng ca chỉ cô bầm nón, xem mắt sự thiệt chọn bong chọn bong đại bệnh châu lời khi non cáp cột cung, nè cáp cột cung mà miền cáp cột cung, tại đó là tourist and visitor, mà tại đó là nẹt thế cho, tại đó là nẹt cầm san, tại đó là nẹt theo sơn á, cứ miền đồi chía tí muối, various modes of transportation and other tourism related infrastructure, cứ miền phía xem xem cái này cà phê đồng nát hơi nâng cái điểm chạm hết hai đại chân là sầm bòn phải chết cho đại bẹ bòn chẳng cái những cuộc công này lát phía này cà phê đồng nát bán từ tam ở bậc phê xem xem cái này ai ưu thế họ ha ai phơi tam chịu bài cả đặc biệt chun tam phơi tắc sầm làm này chết cho không gian tam phơi tắc đối cả tham áo chương, đối chí cả làng phân hôn châu lập mà đối chí cả thư xô ta bình dạng cả riêng trong dự luật dân bằng một tô và rồi có ốp có cửa mà xin đẹp xe xe rồi có ai riêng trong nơi ở xe xe tiết nằm bấy nghe sử dụng bà tật đó nẹ thư xô, 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 nó thử điệp chom hết hai đại chân nào sầm phuần mẹ thử điệp chom mọi bàn lõ nữ bị sai thì cho nó gần lại luôn chuyện đang hết hết hai đại chân nào sầm phuần cứ điệp chom nữ sai trong vạn mũi này mới thấy cứ mà miền phía lõ và sai này vừa ấy nè tesla nè châu rúm cứ con pin chật con tròn chám hơi nên con tròn màu mà đòn hỏi mà đòn tiền mới tiết cứ nhà dòng P tourist information cứ bỏ đồ miền này
marketing and promotion cứ thời điểm trong được pan ca mũi cứ ở phần này tìm xa nâng cạp sọc xa rồi bàn từ lùm từ lý bàn ở phía này miền cạp sọc xa miền promotion và miền ở vậy là chỉ là cái nạp xe bàn nâng kia nâng chạp ở rõm bàn kia nâng ạch một căn tài tràn nâng kia nâng màu căn tài tràn mà chẳng hay bàn gì dừng ạch mượn ủ tiêu hóa chạy sẵn cái này này là bà ca chia rùm là giờ tham thầy thầy cứ tìm tí ấy bà miền ca thưa cả sắp sai và thưa tiếp sai ban chỉ là ban tù lùng từ lý chỉ muốn sân đó thì chỉ muốn sân mà thật là miền cạp sắp sai miền promotion đừng hỏi thêm vừa ai ở xa là chân còn đắng và còn mưa tới thà là ó trong mốc trong cầm sàn lý dân bạn chui sắp dân bạn miền cạp bị thi tiếp xa tế và hai chỉ bỏ miền tự nó cứ mình tự đó bộ quạt thì nó còn ai tới bằng cái lãnh xe mà nó tới cái lãnh xe mà mới tiết và mới tiết cứ cái riêng chăm từ là community and community or communities within the visitor destination area cứ từ là sẽ hạ cúng rồi có hạ cúng nơi chiều mùi nâng đồng bọn cô ta được bọn nhạc chắc là cứ riêng chăm nơi cao đó nơi sẽ vào hạ cúng và từ đó nhạc chắc là thật ta miên bà cô đau nè là nơi không sẽ hạ cùng nơi nơi sẽ hạ cùng nè nơi ta ở miền ở vây đại chi phía pro nát đại chi cả pro sử vá đọc pinh chất đọc quap chất bà tại đó mà visitor bà tại đó tourist nơi tại đó tourist mới tiết ở cái dương thời riêng trong đập dương thời đăng ngầm pí the political and institutional framework for enabling tourism enabling tourism mới tiết cư dương thử riêng trầm và nơi càng nghe phần này ưu xạ cam nâng là dô bái mà dương thật đăng ngầm phí sản phẩm là dô bái nâng ưu xạ cam tế xó và xâm rạp sạp xó áp chưa mùi nâng và chưa mùi nâng ở vị xài tế xó thật đăng ngầm phí sản phẩm là dô bái nâng khăn ông sốc thật đăng ngầm phí vị xài tế xó là ta ở miền ca công trô và bị khăn ná và miền cà chuối trong cho nên bị khăn ná khá nó bấy sao cho học bị sai thì cho để dựng một cái làng lúc và ở miền phía lo và xá và miền cà đi chung ra lại ưu thơ hòa thà bà sân mà nơi đồng bán lúc nơi ưu thơ hòa thà nơi khăn ông bật tế muối mà thàn phim là dô bài mình sơ là ó và miền bạc cam miền cầu tất cam ưu thị hò thế và chẳng cứ vì sai thế số có mình ai chiến mục này có mình ai đồng nai cả bạn ấy đời xa thế bọn mình từng còn thấy ban từ đó ban từ đó xa thế nào chứ còn đằng ta ô đồng bọn đi bất thế này cứ mình ai từ bạn ấy đời xa phim mình lo và xa ban nơi khăn ông và phải đi vô bài phải đi vô bài nên chẳng cứ bu con chỉ bỏng vai bà cô đang từ cái lại xây ngồi tiền nên chẳng cứ như thế đăng ông pí mà than là phim lo và xa này và nó dấu bái hơi nâng sản phẩm lo và xa nấy và này thả bán càng nghe thả bán để chuối của ông trổ thỏa được chỉ miền rộng thả bị ba và miền ông ca được có miền xuông được có miền này là muối để quạt chuối của ông trổ và từ lời bị sai thì số nằm bây chụm rối nhỏ miếng rồi cảm hiếp thì số căn tại đồ Đà Lạt ba chân nói mùi tiết dương thì dây dòng pi mà thì dây dòng pi important of tourism sẽ ra sầm khán rồi có phim sầm khán này tê xó bởi dựng đăng hỏi thật tê xó cứ bật chìa sầm khán chỉ cứ chi dựng anh dây tha dựng anh là dây được lấy tha tê xó cứ chi bộ phục này dùm nổ bởi sân bà dựng bằng cả ở bàn là ó bà chẳng hạ bây đôi chi tiên dùm nổ bà chi phải chạm chẳng hạn nó chi phải chạm đòi cả điệp chạm nó cứ thở tại miến cả điệp chạm phàn cá nâng áp hiệu hoạt từ lờ thì cho nút đây ở miền này là nó hiệp miền cả thì vọt mấy ba miền cả đại từ mốc chiên từ mốc con gà riệp chấm
phần cả chân tí xó kì chì bật chìa sống khán đôi kì lược lạc được nông đình chân kì đạo thà in the contemporary world tourism is very much relevant in the development of economy nơi kì nông bị phục lộp này hạ sở vọt ní vì sai tí xó kì chì kì bật chìa miền phiếp chạm bạch nơi kì nông kà áp hì vọt sẽ được kệch nên thà kì viết bật chìa sống khán bạn nơi kì nông mà chui chrom chrae chui sa ka ma phiep ma chui pun luen chui aphivat oy mien phiep rich chomron te leu ma te leu setakich pu het ay doy sa tae ti so keu chea paphop nei chomnol paphop nei chomnol leu jeung uthi hor muoy tha jeung bakat chea romnichathan muoy ne bakat chea romnichathan muoy chech neu pe dai bakat ba nu jeung nang mien ka riep chom phan ka nang mien ka aphivat vi aphivat vi nơi bên đài xa nại chốn nơi bên đài tourist visitor nơi bên đài nẹ tê cho nẹ bọt tê xa ná mà còn mọc lại dưới cái dưới cục bông này tiên mà nơi bộ phục chùm nốt cái này tiên mà bộ phục chùm nốt cái này đi dây ông pi chùm nốt và cứ chi đi dây ông pi chùm nốt đi dây ông pi chùm nai và cứ đi dây ông pi mà sẽ được cảnh hỏi cái dưới cục bông này tiên nơi mà phép đi chùm nốt này sẽ được cảnh bỏ dưỡng chẳng hãy bàn chí thì số cứ bật chỉ mà bật chỉ sống khán hai việc bật chỉ bẹp bón được không cá áp thì bón bạc này mà sẽ được cảnh bạc mới tiền và cái đạo tha a large number of developing countries are today fully aware of the potential benefits of tourism and most of those having suitable tourism infrastructure are well ahead in the way of exploiting this event a venue for economic development. Mới tiết cái thái chuẩn luôn đột thông mà chuẩn luôn đột thông này cả này bật tế áp hì vọt cứ bài chuẩn bán cứ cả đăng ngầm phí áp thạ phải giáo đồ miên sạc ra nộp bố này bị sai tế cho hai phía chứa ra này phía chứa ra đằng nốt cứ ca riêng trăm này hệ thái đại chứa ra sắp tế cho đã sạc xong muối, đã xong sọp muối cứ đa từ mục cứ ở miên phiếp chiên mục bà con ông gà bà thật tu dốt bà con ông gà thật tu dốt nơi cần lãnh bà đà chỉ cần lãnh mỗi đây xong rắp áp hi vọt nơi sẽ cảm hiểm sẽ được cảnh chỉ cần lãnh mỗi đây xong rắp áp hi vọt sẽ cảm hiểm sẽ được cảnh chẳng miền này thác bà tế niên ý chỉ sẽ bà tế của bộ áp hi vọt ta cứ bà chú bán cứ đăng ngông bí bà thác bình dạo đăng ngông bí phiếp xong khán mà nơi thế cho cái gì bộ phục đôi chụp bóng mũi xâm rạp ba xâm rạp bật tế nó xâm rạp bật tế nó biết đời miễn nẹ tế cho tăng khăn ông sọc tăng khăn ông sọc mà còn một chữ ra ấn một tế sản chữ ra ấn nút ba dương đừng ai tiên nhầm phi chụp nổ của bạn chữ ra ấn này chẳng hỏi dương thử ba miễn cả riêng trăm nơi hệ thái ra chân hạ xâm phòng tế cho mũi đỏ xâm sọc làm bấy được tuôn bộ quản tí tăng tí kinh lãnh sự vã cắm cảm sọc sái cảm vị thí bà xem xem đại ru mình cho tiếng số vật đập hiếp xâm rạp nẹ tê xó phòng này chẳng cứ thời điểm cho mọi bàn lo và xá nú phụ ai nẹ tê xó mà nẹ tê xá ná tourist and visitor còn đừng mình hiếp bên chất còn đừng ai chú hiếp sắp xái mà thay điện bị cái lãnh phải gì hay còn lúc này nó có trong một mà đòn hói màu mà đòn tiền này nó còn đừng ai tròn chạm nó cứ nơi ở với để dưỡng bàn điểm chọn nơi hệ thái ra chân là xong bón để dương bà điệp chạm chút còn để dương bán bà đó chút còn bà nên cái gì ở phim xong khán bà nơi khăn ông thế chó vì sao thế chó kiếm xong mở bà bà năng dẫn nơi video trên slide bật tỏa tiết nâng chô thể đo chân là tịch bấy nên dây dòng bí definition of tourism bà chân kiếm xong bà bà nét hai bà sân bà mình xong lúc ai nâng lượng làng bán dương nâng chạy rùm lấy tặng ngọt này bà xong ọc cấn bà xong chấm riệp liền.